Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi. Tin tức ngày 3 tháng 5, Phương Thanh gọi thẳng tên Trấn Thành, tuyên bố cứng chuyện kiện tụng với 5 MC khiến cộng đồng mạng phải xôn xao. Chia sẻ và mới đây của Phương Thanh khiến cộng đồng mạng phải chú ý. Trong đó, nữ ca sĩ nhắc đến Trấn Thành và tuyên bố đang chờ đợi phương kiện. Sáng ngày 3 tháng 5, tài khoản Facebook cá nhân của Phương Thanh chia sẻ dòng trạng thái gây xôn xao và cụ thể nữ ca sĩ viết: giang hồ không cần phải đồn, chị Chanh cũng đang chờ Trấn Thành kiện luôn đây. Báo đài nha, nếu đúng thì phải 3 vụ một nhà, 2 vụ showbiz. Cộng đồng mạng bắt đầu đặt câu hỏi không hiểu Phương Thanh đang muốn nói điều gì, nhắn nhủ gì đến Trấn Thành. Mọi người càng tò mò về chuyện giữa hai nghệ sĩ. Trước đó, Phương Thanh và Trấn Thành từng có mối quan hệ là khá tốt, thỉnh thoảng gặp nhau khi đi show tỏ ra rất là thân thiết. Trong lúc dư luận còn nhiều chưa hiểu chuyện gì thì chị Chanh tiếp tục để lại bình luận khó hiểu ngay phía dưới. Nữ ca sĩ viết như sau: cái gì mà giang hồ đồn đồn là Chanh sẽ viết thẳng tên Trấn Thành ra luôn cho rõ ràng. Trực tiếp hay hơn, có hay không Chanh tính sau nhé. Cái gì Chanh không viết thẳng tên thì đó là một việc không liên quan tới mọi người. Cái gì Chanh viết ảo thì có thể là Chanh viết riêng cho giai tình yêu của Chanh nhé. Kiểu yêu mà không dám nói thẳng á. Chỉ sợ vụ thứ ba ra không được như ý chị Chanh năm 2023 này nha, của Chanh phải ra tòa. Vụ Trấn Thành chị Chanh cũng đang chờ tin đây. Còn vụ thứ ba, Chanh còn mong ngày đêm để được ra tòa mới kết thúc nghiệp được. Chanh nói rõ luôn, giang hồ không cần đồn nữa. Phương Thanh viết thêm. Qua cái đoạn trên thì tôi cũng chẳng hiểu nói gì nữa, nhưng mà chắc những người ở trong cục người ta sẽ hiểu. Cư dân mạng bàn tán rất nhiều về động thái của giọng ca và một thời đã xa. Hàng loạt bình luận cho biết không hiểu cô nàng nói gì và muốn biết tiết lộ thông tin gì và đang chờ chính chủ lên tiếng. Trước đó Phương Thanh từng khiến cộng đồng mạng một phen đứng ngồi không yên, không tiết lộ, nằm mơ thấy Trấn Thành ngay trước khi đàn em gặp scandal với phát ngôn đời nghệ sĩ khó núp. Và đến hiện tại thì Phương Thanh vẫn chưa có giải thích gì thêm về những dòng trạng thái của mình và dư luận vẫn đang chờ đợi xem câu chuyện phía sau dòng trạng thái khó hiểu của nữ ca sĩ đó là gì. Liệu biến gì sẽ xảy ra hay không? Hay đó chỉ là một trò của Trấn Thành này thôi? Đó là thông tin ngày 3 tháng 5. Nếu anh em thấy hay đừng quên cho tôi chia sẻ, comment và đừng quên đăng ký vào chuông. Tạm biệt.